Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Hạ canxi máu là tình trạng gì, điều trị thế nào? Bệnh hạ canxi máu hay tụt canxi là một tình trạng phổ biến do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Vậy làm sao để điều trị bệnh hiệu quả? Mời bạn tham khảo video sau đây. Bệnh hạ canxi máu là gì? Hạ canxi máu, hay còn gọi là bệnh tụt canxi máu, là một tình trạng trong đó có nồng độ canxi ở trong phần dịch của máu hoặc huyết tương thấp hơn mức trung bình. Triệu chứng của hạ canxi máu. Những triệu chứng của bệnh hạ canxi máu là gì? Những triệu chứng của bệnh tụt canxi máu. Một số người không có bất kỳ triệu chứng hoặc dấu hiệu tụt canxi máu, do bệnh ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Trẻ sơ sinh mắc bệnh có thể bị co giật hoặc run. Người lớn có triệu chứng có thể gặp cứng cơ bắp, co thắt cơ bắp, dị cảm hoặc cảm giác ghim và kim ở chi dưới, thay đổi tâm trạng, chẳng hạn như lo âu, trầm cảm hoặc khó chịu, vấn đề về trí nhớ, huyết áp thấp, khó nói hoặc nuốt, mệt mỏi, Parkinson, phù gai thị hoặc xương đĩa quang. Các triệu chứng của tình trạng tụt canxi máu nặng là co giật, chứng loạn nhịp tim, suy tim xung huyết, co thắt thanh quản. Các triệu chứng lâu dài của hạ canxi máu bao gồm da khô, móng tay dễ gãy, sỏi thận hoặc tiền gửi canxi khác trong cơ thể, chứng mất trí, đục thủy tinh thể, eczema. Có thể có một số triệu chứng không được liệt kê ở trên. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào về triệu chứng, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ. Khi nào bạn nên đi khám bác sĩ? Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào được liệt kê ở trên hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ. Cơ địa của mỗi người không giống nhau, vì vậy, tốt nhất là bạn hãy thảo luận với bác sĩ. Nguyên nhân gây hạ canxi máu là gì? Nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh tụt canxi máu là suy tuyến cận giáp. Xảy ra khi cơ thể tiết ra lượng hormone tuyến cận giáp ít hơn trung bình. Mức hormone tuyến cận giáp thấp dẫn đến mức canxi thấp trong cơ thể. Suy tuyến cận giáp có thể được di truyền hoặc có thể là kết quả của phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp hoặc ung thư đầu và cổ. Các nguyên nhân khác gây tụt canxi máu bao gồm không đủ canxi hoặc vitamin D trong chế độ ăn uống của bạn. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Nhiễm trùng. Một số loại thuốc như phenytoin, dilantin, phenobarbital và rifampin. Căng thẳng, lo lắng, tập thể dục cường độ mạnh, mức magie hoặc phosphat không đều, bệnh thận, tiêu chảy, táo bón hoặc các rối loạn đường ruột khác ngăn cơ thể hấp thụ canxi đúng cách, tiêm phosphat hoặc canxi, ung thư đang lan rộng, bệnh tiểu đường ở người mẹ, trong trường hợp bệnh ở trẻ sơ sinh. Những yếu tố nào làm tăng nguy cơ mắc bệnh hạ canxi máu? Những người bị thiếu vitamin D hoặc thiếu magie có nguy cơ bị tụt canxi máu. Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm tiền sử rối loạn tiêu hóa, viêm tụy, suy thận, suy gan, rối loạn lo âu. Trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc bệnh vì cơ thể trẻ chưa phát triển đầy đủ. Điều này đặc biệt đúng đối với trẻ sinh ra ở các mẹ mắc bệnh tiểu đường. Những kỹ thuật y tế nào dùng để chẩn đoán bệnh hạ canxi máu? Bước đầu tiên trong chẩn đoán là xét nghiệm máu để xác định nồng độ canxi. Bác sĩ cũng có thể sử dụng các bài kiểm tra tinh thần và thể chất để kiểm tra các dấu hiệu của bệnh tụt canxi máu. Khám sức khỏe có thể được thực hiện để kiểm tra tóc, da, cơ bắp. Khám nghiệm tâm thần có thể bao gồm các xét nghiệm để kiểm tra chứng mất trí, ảo giác, sự nhầm lẫn, cáu gắt, co giật. Bác sĩ cũng có thể kiểm tra các dấu chố tích và chút xô. Cả hai đều liên quan đến hạ canxi máu. Dấu chố tích là một phản ứng co giật khi một tập hợp các dây thần kinh mặt được kích thích. Dấu chút xô là phản ứng co thắt ở bàn tay hoặc bàn chân, có thể do thiếu máu cục bộ hoặc lượng máu cung cấp cho các mô bị hạn chế. Co giật hoặc co thắt được coi là phản ứng tích cực đối với các xét nghiệm này. Những phương pháp nào dùng để chẩn đoán bệnh hạ canxi máu? Một số trường hợp tụt canxi máu có thể tự hết mà không cần điều trị. Một số trường hợp hạ canxi máu nghiêm trọng và thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Nếu bạn có một trường hợp cấp tính, bác sĩ sẽ có thể truyền canxi qua tĩnh mạch cho bạn. Những thói quen sinh hoạt nào giúp bạn hạn chế diễn tiến của bệnh hạ canxi máu? Nhiều trường hợp bệnh tụt canxi được điều trị dễ dàng bằng cách thay đổi chế độ ăn uống. Uống bổ sung canxi, vitamin D hoặc magie hoặc ăn các loại thực phẩm có chứa các chất này có thể giúp điều trị. Bạn cũng nên dành thời gian tiếp xúc với ánh mặt trời để làm tăng lượng vitamin D.
Lượng vitamin D cần thiết đối với mỗi người sẽ khác nhau. Bạn hãy chắc chắn sử dụng kem chống nắng nếu đang ở dưới ánh mặt trời trong một thời gian dài. Bác sĩ có thể đề nghị một kế hoạch chế độ ăn uống giàu canxi để giúp điều trị bệnh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn phương pháp hỗ trợ điều trị tốt nhất. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.